có nhiều đầu bếp nổi tiếng đã được mời đến làm việc tại nhà hàng The Slanted Door ở Las Vegas. Đây là tin từ Las Vegas. Cho đến nay, kính thưa quý vị vẫn chưa có nhiều thông tin về ngày khai trương của nhà hàng The Slanted Door, một nhà hàng ẩm thực Việt Nam nổi tiếng tại Hoa Kỳ, dự kiến sẽ mở cửa ở bên trong siêu thị của Forum Shops tại khách sạn Caesars ở Las Vegas. Tuy nhiên, theo bản tin của The Las Vegas Review Journal thì ông Lenny Chin đã được chọn làm đầu bếp chuyên về ẩm thực cho nhà hàng này và bà Chris Kuwana sẽ được dự kiến làm đầu bếp bánh ngọt và bếp phó. Ông Chin là người đại diện cho Las Vegas với tư cách là một thí sinh trong chương trình Chopped. Trước đó đã từng làm việc tại Klein Hospitality Group ở Palms và từng là làm đầu bếp điều hành cho chuỗi nhà hàng PKWY Tavern. Trong khi đó thì bà Kuwana đã là từng giám sát chương trình thực đơn món tráng miệng tại nhà hàng The Southern Table and Bar. Bà cũng đã từng làm ở các nhà hàng như là Aero, Alex, Charlie Palmer Steak và tiệm bánh Sugar and Spice. Bà cho biết rằng mặc dù chưa từng nấu các món tráng miệng của Việt Nam, nhưng nhiều hương vị trong ẩm thực của đất nước này có nét tương đồng với Hawaii, nơi bà sinh ra. Bà cho biết thêm rằng những món ăn mà bà thực hiện tại The Slanted Door hầu hết sẽ không mang gốc Việt. Ban đầu, nhà hàng The Slanted Door dự kiến sẽ mở cửa vào mùa hè, Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thì đại diện của nhà hàng dự đoán ngày khai trương sẽ diễn ra vào mùa đông. Kính thưa quý vị, The Slanted Door là một trong những nhà hàng nổi tiếng và sang trọng của đầu bếp gốc Việt tị nạn Charles Pa Fan là một nhà hàng, nhà hàng The Slanted Door đầu tiên được khai trương tại thành phố San Francisco.